Lời trên 90% cho một sản phẩm và làm nghề trang trí này là hầu hết là những người siêu giàu, muốn mua bộ đồ bao nhiêu tiền cũng được, hoặc là muốn đi xài cái gì cũng được. Nói chung là một trong những người rất là giàu, hay gọi là đại gia đó. Thật ra đây là những cái điều mà các bạn đang tưởng tượng, đúng không? Thật sự nó không được như mọi người nghĩ đâu. Vốn dĩ mình đã chọn một cái phân khúc đi, đó là nhiều hoa, nghĩa là mình sẽ tốn chi phí đầu vào rất nhiều cho việc sản xuất, thậm chí có những tiệc là mình sẽ bị lỗ, mọi người có tin không? Nhưng mà cái việc mà duy trì tần số và mình muốn đã tạo ra một cái thị trường bán liên tục, và trên trang của mình, trên kênh của mình thì luôn luôn có tiệc. Chính vì vậy nên đôi khi mình bán giá không phải quá cao, nhưng mà do là cái phân khúc cao, hoa nó cao, nhiều kinh phí cho mọi người sẽ nghe tiền tỷ, tiền trăm. Nhưng thật sự thì cái lời của nó cũng chỉ nằm một phần nào đó trong cái nghề của mình. Mình thì là một trong những đơn vị rất giá rất là cao, nhưng chắc chắn là thấp hơn những đơn vị quá cao tại Việt Nam hiện tại. Và mọi người biết là team của mình thì nhân sự khá là đông. Chính vì vậy cho nên mình chọn cái hướng đi đó là cắm nhiều hoa, để có một cái hướng đi mới và riêng và hoàn toàn không giống ai. Cho nên là mình không có lời như mọi người nghĩ đâu. Nhưng mà đặc biệt khi mà làm với bên mình thì cái sự nhiệt huyết và nhiệt tình của đội ngũ nhân viên cũng như mình là một trong những cái mà mọi người sẽ không tìm thấy được ở nơi nào. Mình tự tin là vậy. Bởi vì khi mình nhận vô cô dâu chú rể, mình coi họ như gia đình, như người anh, như người em, như người chị và như người nhà. Chắc chắn là khi làm, dù có lỗ mình cũng sẽ cố gắng làm. Và đó là tiêu chí của mình. Cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành cùng với mình. Mình là Simon Tứ, chuyên chia sẻ clip về hoa cho chính mình làm. Ủng hộ mình nha.